chớp luôn á, nhanh như chớp luôn á. Thank you.
trong đời của em thôi là đến từ nhà qua. Bây giờ mời Quỷ Đình Vũ lại hát bài gì vui vui đi. Quỷ Đình Vũ là tác giả của bài hát Không Cảm Xúc cho mọi người. Quá tuyệt vời. Thế cảm ơn Quỷ Đình Vũ tác giả bài hát vừa rồi luôn. Thưa quý vị, ngày hôm nay thực sự khai trương chỉ là điều phụ thôi. Điều chính là tôi tổ chức buổi sinh nhật cho Tiến Lực ngày hôm nay. Hôm nay là sinh nhật Tiến Lực với mọi người. Anh này tỉa liền chứ. Được thôi. Không biết ăn hả? Cho nó đổ đi bé ơi. Gì chè? Chè đó mà chè. Gì hành động đây mà anh Ly có chè. Con bé nó chạy trời mắt luôn. Đẹp á, bò ho đi chứ. Rồi, bây giờ mời Lý Vũ Lâm lên hát nào. Ali, vỗ tay cho Ali Hoàng Dương. Quán quân giọng hát Việt. Hát bài nào cũng được khai trương, nhắc hát bài nào hát. Dạ, mà khai trương mà mới nãy anh Vũ anh hát Không Cảm Xúc rồi. Thì bây giờ mình sẽ hát bài cho nó bốc hơn, đúng không anh? Để cho khai trương mình nó hồng phát thì Ali xin gửi đến mọi người một ca khúc của sư phụ Ali được mang tên Bay. Xin tất cả mọi người cùng nhận biết. Dạ, và tiếp tục chương trình thì chắc chắn em hát rồi thì tiếp tới thì anh chị ca sĩ tiếp theo. Thì ở đây chắc anh xin mời Ngô Quý Quy ạ. Dạ, mời Ngô Quý Quy anh hát cho vui. Đúng mà. Đi mà. Bài của em thì hầu hết là những bài về gì chia đôi lứa.
sẽ dừng lại micro cho một người bạn thân thiết của em. Em sẽ một người bạn mà nó đi chung với em, nó hành hạ qua đó, nó trời mưa, em cũng rất là nó qua đó đó, mặc dù nhà rất gần nhau. Xin mời con hỏi chấm xúc phạm không có dễ gì. Cảm ơn xin rất là nhiều. Đây luôn bây giờ. Ta chưa bao giờ hát bài cho nó vui, cho anh Giang vui. Đã được mang tên, đây là bạn. Đây là bạn không buồn á. Em biết không? Biết hả? Nhưng mà đọc được cái gì? Ủa? Rồi, qua đây rồi. Đây là cái gì vậy? Chúng ta chờ cho chúng ta giải đáp sỏi ca.
chữ gì? Đây, một cảm ơn lớn cho đồng nghiệp nó chào ca sĩ Kim Dân. Thật là đông khách và ngày càng mở rộng thị trường hơn nữa.